xin chào mọi người, quay lại với kênh Stop Gia Đình Năm Con và Cuộc Sống Việt Nam. Bữa nay mọi người thấy gì không? Trời ơi, siêu đẹp luôn nha. Đây, cái mâm. Đây gọi là bún nước tương tàu hũ với rau sống và dưa leo. Ăn cùng với chén nước tương thần thánh bao ớt siêu cay luôn. Bữa nay em đựng cái tô không có đẹp, không có thấy. Rồi bây giờ em mời mọi người ăn chung với em nha. Chúc khang mọi người cho em uống nước thần thánh. Bữa nay là nước lọc nha mọi người. Quá đã. Rồi bây giờ em mời mọi người ăn chung với em nha. Trước tiên là mình phải chan cái chén nước, cái tô nước tương này. Quá đã không? Bữa nay em ăn bằng mâm luôn nha mọi người. Quá đã. Đây, trộn lên. Cái này bên Thái là người ta bóc đó nha mọi người, nhưng mà em không có bóc, ăn vậy nè, ăn bằng đũa, bóc cuộn cuộn rau lên hấp dẫn, ăn đơn giản vậy thôi nha. Kêu nó đi lên đi anh, nghe nhạc. Ngon nha, cái tô tươi này ngon quá. Quá ngon. Nó đi vậy á. Cho nó ẩm nó vô quần tắm cho mẹ mày. Trời ơi, ẩm vô quần tắm á. Ôi, cuốn rau vô. Ngon quá. Mình chan nước tương á, mình đừng có chan nhiều quá, cái mặn. Ăn vừa vừa hả ngon. Dưa leo. Rồi rau sống nha mọi người. Thì mình trộn lên đi, nhưng mà mình ăn gì mình kẹp kẹp cho nhuyễn vẫn ngon. Ngon quá. Đây là ngon ngọt nha. Ngon. Ngon. Cái này nó mình chen nè. Đậu hũ. Quá. Siêu cay à. Ăn cái đó mình chan cái đó thôi. Đừng có chan nhiều quá nó sẽ mặn. Mặn ăn sẽ không được ngon. Bên Thái người ta quấn vậy nè, nó ta quấn tùm lum quấn hết chứ. Ngon ngán thơm thơm. Love you.
quá cay. Ôi trời, cay dữ à. Mất viên thuốc nữa đi nha, nói hậu đậu thế bể thiệt tình. Có gì mà nên thân hết á. Ai mà phán bún nhiều hơn rau. Quá tuyệt vời. Hai cái viên nhỏ nói nãy giờ
hai viên nhỏ trong cái vỉ á ông thần. Đâu? Ừ, hai viên đó là ngậm á, hai trong cái vỉ á. Ngậm bằng hai viên vậy nè. Muốn hết thì ngậm hai viên, còn không muốn hết thì ngậm viên thôi, chục viên. Anh ta nói ngậm hai viên mà cứ hỏi hoài. Quá no. Này ta gọi là siêu cay, cay chảy nước mắt quá trời. Cay không thể tưởng tượng. Anh ra bớt cay. Video của em đến đây là hết rồi nha mọi người. Bye bye mọi người và xin hẹn gặp lại. Yêu mọi người. Mọi người thấy em ăn ngon miệng, mọi người cho em một cái like và một lượt đăng ký và một cái chuông nha mọi người. Bye bye mọi người.